Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong thủy Gia Cát trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi trong tháng 6 âm lịch. Thưa quý vị, thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, chúng tôi xin mến chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hành thông. Trong chương trình ngày hôm nay thì Phong thủy Gia Cát sẽ cùng với quý vị và các bạn chúng ta bàn về vận trình công danh sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên của những quý vị gia chủ tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 trong tháng 6 âm lịch. Các chuyên gia tử vi cảnh báo trong tháng 6 âm lịch này thì những gia chủ tuổi Quý Tỵ phải chịu nhiều ảnh hưởng với hung tinh Thái Tuế, cho nên phải gánh vác trên vai rất nhiều những áp lực và nhất là vấn đề kinh tế. Thưa quý vị, họa vô đơn chí, đây là một năm cực độc nếu như bản mệnh không nắm được vận trình Thái Tuế và cách hóa giải hung tinh thì những gia chủ tuổi Quý Tỵ phải rất dễ là lâm vào tình trạng trắng tay, tiền bạc đội nón ra đi. Ngoài ra thì sẽ rất có thể gặp đại nạn trong năm 2022 nhâm dần này. Tiểu nhân sẽ vây hãm và quấy phá liên tục. Nhưng mà quý vị cũng đừng vì thế mà những gia chủ tuổi Quý Tỵ phải quá lo lắng, bởi vì những khó khăn trở ngại trong cuộc sống đến với mình thì chúng tôi tin rằng là hoàn toàn giúp chúng ta mỗi ngày một hoàn thiện bản thân hơn mà thôi. Và sau những biến cố xui xẻo thì bao giờ cũng là con đường sáng lạn ở phía trước. Và nếu nắm được vận mệnh và biết cách đi đúng hướng thì những gia chủ tuổi Quý Tỵ trong tháng 6 này vẫn sẽ có được những thành công bứt phá, đứng đầu trong top những con giáp giàu có trong năm 2022 nhâm dần này. Vậy thì sau đây để quý vị biết được vận trình tài lộc của mình trong tháng 6 âm lịch năm 2022 nhâm dần, xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung phân tích ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Người tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953, ngũ hành trường lưu thủy, họ là người trầm ổn, tài trí hơn người, rất biết cách cư xử, tiến lùi ở đời đều hiểu. Là người giỏi xã giao, họ có phẩm chất cao sang, thường được mọi người quý mến và đánh giá cao. Tuy nhiên người này lại có tâm địa xấu xa và có lòng đố kỵ, khiến họ không giữ được các mối quan hệ lâu dài. Đó cũng chính là lý do khiến họ mất nhiều cơ hội tiến thân hay kiếm tiền. Người tuổi này thời trẻ, vất vả, trải qua nhiều khó khăn mới có được cuộc sống tốt đẹp, an nhàn hơn vào trung niên. Họ thích sự nồng nhiệt và theo đuổi tình yêu rất chân thành. Họ sống nội tâm, ít nói, không dễ nóng giận và thường suy nghĩ kỹ trước khi quyết định việc gì đó. Họ hiểu rõ về bản thân mình, biết mình ở đâu, mạnh chỗ nào, đề cao đời sống tinh thần. Họ có khả năng dự đoán hướng đi đúng rất tốt. Xem tử vi tháng Đinh Mùi năm nhâm dần, người tuổi này gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, không phải thường xuyên lo nghĩ nên ít gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Cốt là bản mệnh giữ được tinh thần lạc quan vui vẻ thì mọi chuyện dù khó khăn cũng tìm được hướng giải quyết thích hợp. Trong tháng này, gia chủ sống trong tình yêu thương của con cháu trong nhà, ra ngoài xã hội được nhiều người kính trọng quý mến, không phải lo nghĩ nhiều. Tuy nhiên bản mệnh cần chú ý nhiều về tính tình của mình. Các mệnh chủ cần bình tĩnh, tìm hiểu kỹ càng, chi tiết vấn đề mình gặp phải, rồi mới đưa ra phương án tối ưu để giải quyết. Tránh trường hợp nhanh, suy nghĩ không thấu đáo, sẽ gây ảnh hưởng tới công việc mình đang tiến hành triển khai. Xét về thiên can, quý âm thủy gặp đinh âm hỏa nên gọi là thất sát. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Quý Tỵ nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi, không mong muốn. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, nếu người sinh năm 1953 vẫn còn đang theo đuổi sự nghiệp thì đây là một tháng khá thuận lợi đối với bản mệnh. Nhất là người làm trong lĩnh vực hợp tác làm ăn có thể nhận được một khoản lời lãi nhất định. Bạn cần lưu tâm vì có thể bị tiểu nhân hãm hại gièm pha, khiến bạn khó có thể thực hiện được khả năng thực tế của mình, để lỡ mất cơ hội học hỏi thăng tiến. Hãy hết sức giữ bình tĩnh, chớ nghĩ đến việc hại người khác, bởi làm vậy là có hại cho chính mình. Tuy nhiên dù sao thì bản mệnh cũng đã là người có tuổi, việc quan trọng nhất là giữ gìn sức khỏe, chớ nên suy nghĩ nhiều hoặc quá tập trung cho sự nghiệp, bởi như vậy sẽ đem đến tác động xấu cho sức khỏe của bạn. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Quý Tỵ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc.
tình hình tài chính khá tốt đẹp. Về cơ bản, gia chủ vẫn duy trì được khoản tiền đều đặn hàng tháng từ lương hưu, tiền tiết kiệm, tiền cho thuê nhà cửa. Vì thế, người tuổi này có một cuộc sống khá dư giả, không phải đắn đo lo nghĩ quá nhiều nên phải rút tiền chi phí cho một khoản nào đó thì cũng rất dư giả, thoải mái. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng nhận được sự quan tâm về mặt tiền bạc đến từ con cháu trong nhà. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng Đinh Mùi năm Nhâm Dần, sức khỏe của những người tuổi Quý Tỵ rất dễ tiềm ẩn những tai họa ngầm. Do đó bạn cần chú ý đến bản thân nhiều hơn, sinh hoạt khoa học, đừng chủ quan khinh suất kẻo họa ập xuống đầu. Gia chủ cũng cần phải chú ý khi đi lại, tùy vi cho thấy có thể sẽ gặp tai nạn bất ngờ trong tháng này. Nhẹ thì xây xước chân tay, nặng thì có họa huyết quang, chảy máu. Ở độ tuổi này, gia chủ chỉ cần một tổn thương nhỏ thôi cũng rất khó hồi phục, nên với bất kỳ một lý do nào cũng nên chú ý đến sức khỏe của bản thân. Tiền tài danh vọng, tài lộc, Quý Tỵ đã cố gắng cả đời, hãy quan tâm đến bản thân nhiều hơn nữa. Nên theo dõi sức khỏe thường xuyên, có chế độ ăn uống phù hợp với độ tuổi, cuối tháng có thể xảy ra tai nạn khi di chuyển, gia chủ hết sức lưu ý. Các quý vị gia chủ Quý Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Quý Tỵ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Các quý vị gia chủ Quý Tỵ đã dành phần lớn cuộc đời với người bạn đời của mình và đã trở thành một phần không thể tách rời nhau. Do đó, bạn không có khả năng tách ra cho đến khi lìa xa cõi đời. Nếu bạn không bị ràng buộc, bạn có thể tìm thấy một người phù hợp để dành phần còn lại trong cuộc sống hàng ngày. Tháng 6 âm lịch, bạn phải để tâm lo lắng rất nhiều về những đứa con của mình. Là người cha người mẹ trong gia đình, hãy là tấm gương sáng để con cái bạn noi theo. Bạn đã sống quá nửa cuộc đời, bạn biết cái gì tốt, cái gì không tốt cho con cái và cho chính bạn. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần, tháng Đinh Mùi năm Nhâm Dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy, tháng Mùi, Lục Hợp Ngọ, Tam Hợp Mão và Hợi thành Mộc Cục, Xung Sửu, Hình Sửu, Hại Tý, Phá Tuất và Tuyệt Sửu. Đối với những người tuổi Quý Tỵ, trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 11 tháng 6 năm 2022, tức ngày 9 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Quý Hợi, có nạp âm Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 23 tháng 6 năm 2022, tức ngày 21 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Ất Hợi, có nạp âm Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Quý Tỵ trong tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 8 tháng 6 năm 2022, tức ngày 6 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Canh Thân, có nạp âm Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch, ngày 20 tháng 6 năm 2022, tức ngày 18 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thân, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Quý Tỵ 1953 trong tháng 6 âm lịch. Chắc hẳn quý vị đã phần nào biết được mình cần phải làm gì cho tương lai đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong đời sống hàng ngày của mình để chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi. Xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo của Phong Thủy Gia Cát.